Quông có thể di chuyển ra ngoài, tôi sẽ cúng cho Quông nha. Quông này tóc dài, có thể là Quông nữ của anh chị. Hello anh chị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một khu rừng dừa và một khu rừng chuối bỏ hoang của anh chị. Thì ở đây nó có nhiều cái câu chuyện tâm linh, nó rất là phong phú cả nhà. Thì gần đây mình có nghe một người chú chủ rừng dừa này, ông có nói miếng rừng dừa này là trước kia ông thường xuyên thấy một bóng bóng này khoảng cỡ 30 mấy đến 40 tuổi của anh chị. Rồi ông thường xuyên ra ngoài khu vườn dừa này, ông thắp nhang mà ngay vị trí ông thường gặp của anh chị. Thì gần đây có một bạn ở chung xóm ở đây của anh chị, cũng như là bạn này khoảng cỡ 45 tuổi. Thì hôm đó anh đi ngang tuyến đường này, anh vô tình thấy được vong hồn của người cô đó. Thì chàng thanh niên có kể thêm, chàng thanh niên đứng lại dòm người cô đó. Người cô đó cho chàng thanh niên đó dòm khoảng cỡ 3 phút gì đó quý anh chị. Nhưng mà chàng thanh niên đó rất là can đảm, bởi vì chàng ta cũng muốn xem thật sự hình bóng này có phải là vong hay không. Tại vì ngày xưa giờ chàng thanh niên này chưa có từng thấy vong với anh chị. Thì chàng thanh niên này dòm người cô này khoảng cỡ 3 phút, rồi chàng thanh niên về nhà ngủ với anh chị. Thì cái đêm đó chàng thanh niên ngủ thấy vong hồn của cô báo mộng. Cô nói chú em hôm nào rảnh nhớ đem giấy tiền vàng bạc và bánh trái đến ngay vị trí hôm trước chú thấy tôi rồi chú gửi cho tôi, bởi vì tôi rất là thiếu thốn. Thì cái đêm đó là chàng thanh niên ngủ không có được với anh chị, bởi vì cái giấc mộng mà người cô cho chàng thanh niên biết là chàng thanh niên cứ thao thức. Rồi qua hôm sau chàng thanh niên đi mua giấy tiền vàng bạc. Giấy tiền vàng bạc đó mình nghe người chú chủ miếng vườn này nói lên đến khoảng cỡ 300.000 tiền Việt của anh chị. Thì quý anh chị cũng biết 300.000 mà mình đi mua giấy tiền vàng bạc thì nếu mà thúng chắc khoảng cỡ nửa thúng với anh chị, nó rất là nhiều luôn. Rồi chàng thanh niên nó đem lại vị trí mấy hôm trước cậu ta thấy, rồi cậu ta gửi. Thì chàng thanh niên đó gian giá dữ lắm cả nhà. Chàng thanh niên đó buôn bán rất là đắt, rồi làm ăn rất là phát tài. Hiện giờ chú giữ vườn dừa này, chú nói chàng thanh niên đó hiện giờ khấm khá quý anh chị. Thì tí nữa mình sẽ đi dài dài qua cái khu rừng dừa này và rừng chuối này, mình khám phá về tâm linh. Thì quý anh chị nhớ cho mình xin mỗi một người một like ha. Quý anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí quý anh chị. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình mời quý anh chị cùng đồng hành với mình. Quý anh chị thấy không? Cam của mình hiện giờ là nó nhiễu sóng suốt luôn cả nhà. Hôm nay thì mình chuẩn bị bánh thôi quý anh chị, với giấy tiền vàng bạc.
ngang đèn thôi. Trời ơi, ở đây linh thích sợ luôn cả nhà ơi. Cam của mình hiện giờ đang giật bạc bạc luôn. Nếu sống như thế này thì quý anh chị cũng biết ở đây tâm linh rất là nặng. Mình đến đây giờ này khoảng cỡ 11 giờ khuya quý anh chị. À, mình thấy có một bóng lướt lướt phía bên cây dừa ở bển quý anh chị. Phải không ta? Ồ, thấy rõ ràng các bạn ơi. Không lẽ vong hồn của cô gái trước kia cho chàng thanh niên ở chung xóm đây thấy ta? Chào cô nhé. Phải cô không biết. Mình cứ chào đại quý anh chị. Cô lướt rồi. Đó. Cô đang đứng ngay vị trí ngay gốc dừa quý anh chị. Trời ơi, qua đó là sóng càng nặng thêm. Có con chuột hay gì nó lên gốc dừa vậy ta? Ồ, tôi chào ông nha. Tôi nghe người chủ vườn dừa này, ông chú ông có kể nói khu vườn dừa của ông rất là linh thiêng, có vong ngự, thành ra hôm nay tôi đến đây tôi cúng giếng cho các vong hồn. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái bàn nghi thức tại ngoài đường lộ nha. Thì tôi mời tất cả các vong hồn ra hưởng. Mình thấy họ mắc mắc ai vậy trời. Cô hay là anh gì không biết, cảm thấy ở đây có bao nhiêu vong thì mời ra để hưởng nhang đèn ha. Cô mời ra hết đi cô, hay là anh, tôi không biết ha. Ở trong lùm chuối này còn vong nào không vong? Còn không vong? Còn thì mời họ ra hưởng ha. Con gì đeo ghê trời. Mà trên cam mình thấy con nào đâu. Mình mới thấy cái vong bên đó mắc mắc bên đây. Chắc chắn còn một vong nữa. À, hèn chi vong bên kia mắc vong này. Thì ok. Vong có thể di chuyển ra ngoài. Tôi sẽ cúng cho vong nha. Vong này tóc dài, có thể là vong nữ của anh chị. Thì ok, tôi mời ra hết đi ha. Mời ra ngoài hết. Mời ra ngoài đường lộ nè. Chứ tôi không dám vô trong đó ha. Vong này đâu ta? Chuột cột sống quá trời ta. Thế là họ ẩn rồi quý anh chị. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình sẽ cúng kiến ở đây ha. Ở đây rất là sáng sủa cả nhà. Các vong hồn ở đây ngự
rất là lâu anh chị, có thể là các vong hồn ngày xưa mất chưa đi đầu thai được, chưa đi siêu thoát được đó anh chị, thành ra họ đói rồi họ mới cho người dân thấy ở đây để hưởng, họ cũng muốn hưởng một ít lộc chứ mục đích của họ là chưa có hại đến ai của anh chị. Tôi mời các vong hồn ha, xúm xích ghé hưởng nhang đèn và hưởng bánh. Thì tôi mời vong hồn, hồi nãy tôi đã thấy hai vong, thì tôi mời hai vong ra hưởng nhang đèn ha, để mình đặt máy coi như thế nào quý anh chị. Máy vậy là ok đó nha. Mình nhìn trên cam là mình thấy vong đang di chuyển từ ở hướng đằng kia đi đến bàn nghi thức của anh chị. Mình thấy tới hai vong lần cả nhà. Phải không ta? Để mình nhìn trên cam lại cái bàn. Hai vong ở nhà ơi. Rồi rồi. Tướng này hình như là hai chị em hay sao vậy ta? Họ đang di chuyển lại kìa. Tướng này mình thấy hai tướng bằng nhau luôn quý anh chị, chắc có thể là sanh đôi. Để mình hỏi thăm thử cơ phải hay không quý anh chị. Tôi mời vong hưởng nhang đèn và hưởng bánh ha, mời tất cả các vong. Thì ở đây bây giờ tôi thấy hai vong, thì bây giờ tôi mời hai vong ha. Có phải hai vong là hai chị em sanh đôi không? Sánh đôi hả? Hèn chi thấy hai tướng bằng nhau luôn quý anh chị. Rồi hai cô mất lâu chưa? Vậy hả? Rồi sao mà mất cô? Mình nghe một vong đang trả lời quý anh chị.
Nó hay chị em là đi chèo thuyền bắt cá cách nay khoảng cỡ ba mươi mấy năm về trước không cô? Bị bão lật thuyền mất ha. Rồi mộ của cô có gần đây không mà cứ hai vong hồn cứ còn quây quẩn ở đây vậy cô? Vậy hả? Mất dưới sông trôi về đây hả? Rồi thân xác của mình lúc đó nó rã tại vị trí này phải không cô? Rồi xương bây giờ nó còn không? Dưới sông hả? Trời ơi, nghe cô kể mà mình đứt ruột luôn quý anh chị. Tại sao mình mất ba mươi mấy năm mà mình không được đi siêu thoát hay là mình đi tu tập vậy cô? Cô gái có nói là cũng như là cô còn vương vấn ở trần gian phải không? Rồi mỗi lúc mà cô đói là cô đi ra ngoài đường, cô ghé những quán mà họ bán như thịt chó hay là thịt trâu hay là thịt bò, cô cảm thấy nó ngon quá rồi cô hủy thôi phải không? Chứ cô ăn không được đúng không? À, như vậy là cô còn vương vấn ở trên trần gian những món đồ ăn cũng như là nó kiểu như ngày xưa là cô đã thèm khát những món đó phải không? Rồi cô bên đây không nói chuyện được hả? Ít tiếp xúc với người lạ hả? Thành ra ít nói kiểu như tự kỷ ha. Ngày xưa hai cô mất được bao nhiêu tuổi ha? Vậy là ngày xưa mất người 13 tuổi ha. Mất còn trẻ quá mà. Rồi bây giờ muốn đi siêu thoát không? Tôi giúp cho. Cô gái nói cô còn vương vấn ở trần gian còn thèm đồ ăn quá. Mà thèm những món gì cô? Rồi trái gian luôn. Quay hả? Trời trời. Tới một chuyện nữa. Con bánh nó ăn đỡ đi. Hả? Em có em hỏi gì? Có. Bây giờ em muốn đổi tiền phải không? Cũng như là em muốn anh gửi cho em, cho hai em là tiền gì cũng được phải không? Rồi em đổi là đổi bằng cách nào? Em có tiền gì? Tiền thiệt hả? Vậy hả? Ở đâu có vậy? Người ta làm rớt rồi mình lầm đó hả? Tiền thật không? Bây giờ cô muốn đổi tiền thật lấy tiền đô phải không? Đô tiền Việt Nam. Âm phủ phải không? Hai vong này, hai vong tôi không biết vong nào chị hay là vong vong nào em ha. Còn vong bên đây là em hả? Em mà sao tướng hơi bự hơn, ăn nhiều quá hả? Thằng nhỏ ăn nhiều quá. Có nhớ ngày sanh của mình không? Năm sanh rồi không?
Mất lâu quá không nhớ hả? Mất năm 13 tuổi mà bây giờ được ba mấy năm hả? 13 tuổi mà giờ, hồi nãy cô nói cô mất ba mấy năm? Ba mươi hai năm, vậy là 45 tuổi, vậy là sinh năm 1979 hoặc là 80. Mà ba mấy năm mà chưa chịu đi siêu thoát nữa. Cô nói cô có tiền đâu, cô đưa đây coi, có xài được không? Trời ơi, làm vong mà giàu dữ người ta, có tiền nữa trời. Cảm ơn cô nha. Tiền này mình đi mua đồ ăn họ bán không? Vậy hả? Sao cô không giữ, cô đi mua đi, cô cho tôi làm chi? Vậy hả? Cũng như là tiền thật mình đi mua ở trên trần gian cũng được ha. Bởi vậy cô kêu tôi đổi tiền đô âm phủ để mình đi xuống dưới mình mua đồ được ha. Bây giờ muốn đi siêu thoát không, tôi giúp luôn. Vậy hả? Ok. Rồi muốn đi siêu thoát không? Vậy là hai vong nói là ở chơi ở trần gian một thời gian nữa mới đi ha. Gần cô gái nói là gần tới gầm tháng 7 ở trên trần gian vui dữ lắm, cũng như là mình muốn đi sinh hoạt đời sống mình kiếm ăn tiếp đó ha. Thì ok quý anh chị, hai cô gái đã ẩn rồi. Thì hồi nãy cô có nói là cô cho mình tiền thật, không biết phải hay không ta. 500k quý anh chị mà hai tờ. Trời ơi, có hình địa phủ trên này nữa trời. Ôi cha mẹ ơi, anh em đốt lại luôn quý anh chị, đốt cho họ luôn chứ giữ tiền này nguy hiểm. Rồi tôi gửi cho cô luôn nha. Ông nội ơi, tưởng đâu tiền thật mà y chang như tiền thật luôn đó nha. Ok quý anh chị, hôm nay mình gặp được vong hồn hai cô gái sanh đôi. Mình muốn giúp vong hồn hai cô gái để đi siêu thoát, nhưng mà vong chị có nói gần tới gầm tháng 7 họ muốn ở trên trần gian để đi chơi hoặc là kiếm những món đồ ăn. Thì có thể qua gầm tháng 7 này mình sẽ đến đây, mình cầu vong hồn hai cô gái lên để mình hỏi cô. Nếu mà nguyện vọng của cô muốn đi về chùa thì mình sẽ giúp cho cô quý anh chị. Thì bây giờ mình có thể kết thúc clip tại đây ha. Mình cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye quý anh chị.